Sao mà lâu dữ vậy ta? Ủa chị Thi chưa về nữa hả anh Toàn? Thi chưa về hả? Mượn xe của mình mà đi kiểu này có khi nào ăn cắp không ta? Không có, chị Thi với làm nhà ai mà ăn cắp. Xe của chị còn xịn hơn xe mình, tại xe chị hư cho nên chị mới mượn thôi. Bà yên tâm đi. Bà nội đó nhờ mua bánh mì mà bây giờ dịch thánh thần ở đói cũng gần chết. Đói hả? Ừ. Để em gọi chị Thi coi sao. Rồi đi, kêu mua cơm tắm nha. Ăn cơm trưa luôn rồi. Chị Thi hả? Cái gì? À, dạ. Kêu dặn đừng để đồ chua nghe. Chị Thi gặp chuyện rồi anh Toàn. Gì? Chị Thi bị người ta tạt axit. Cái gì? Sao rồi? Cô ấy bị bỏng rất nặng, gần như là toàn bộ của mình. Trời đất ơi, sao ai mà tàn ác thế trời? Hung thủ đã bị bắt. Hắn khai là Kim là người đứng sau chuyện này. Ủa sao Kim với Thi đâu có thù hằn gì đâu mà kỳ vậy hả? Lúc chị Thi mượn xe em, chị Thi có mặc cái váy chống nắng của em không mà? Đó. Chị Thi bị hại nhầm rồi. Chị Thi ở phòng số mấy vậy? 302. Ủa, hại nhầm là sao Thành? Dạ, cảm ơn. Ủa cái này bao nhiêu em gửi? 15 ngàn. 15. Chị hãy luôn. Đợi đợi chứ. Để em. Thôi cảm ơn. Okay, cảm ơn anh. Dạ. Bỏ. Dưới nè. Trời lòng quá không gặp. Khỏe không? Ờ anh Hiếu sao ở đây vậy? Anh làm anh ở đây. Quá này anh hay uống. Tình cờ quá thôi. Lâu quá không gặp. Đi. Đi đâu? Mình đi nhậu. Dạ thôi em không biết uống bia, em uống cà phê à? Dạ. Anh em lâu không gặp thái độ kỳ vậy? Thì mình uống rượu uống được mà. Dạ. Không thì đi ăn, mình đi ăn. Mà anh ai đâu? Bé ai đâu? Anh Hiếu hôm nay có về thăm gì nữa không? Không. Không thì làm anh biết. Về thăm sao được, biết ông về lúc nào đâu thăm. Cái cha ông đi trời ơi. À mà nói chung là bây giờ là không đi nhậu, không uống bia, không uống rượu đúng không? Dạ. Thì mình đi ăn. Rồi sẵn thì là thôi mình về ăn đi, về chỗ mà hai anh em đang ở đó. Bỏ với ái đang ở chỗ nào thì mình về đó mình ăn uống, mình nấu nướng với nhau. Anh em lâu gặp mà nhớ bé ái quá, nhớ đúng không? Dạ. Dạ. Cái gì á, gì á? Vô hấp hả? Em mất tiểu quá, em đi toilet cái. Em mất tiểu, luôn luôn gì trời. Dạ. Uống thuốc chưa vậy? Anh Hiếu giữ em đi phê, em đi tiểu, em ra liền. Đi tiểu ha. Dạ, em đi tiểu, em ra liền. Bình tĩnh, không có gì hết, Gặp anh vui nhưng mà đừng có thái độ đó ha. Bình tĩnh, dạ. Vui vẻ ha, cười nè. Dạ. Cười, bò đi. Rồi đi đá đi. Dạ, dạ. Nhìn khùng quá.
Bơ ơi. Út nè, gọi em gấp có chuyện gì hả? Hay chưa gặp ông Hiếu. Hay gặp ông ở trong. Ai chạy vô, chạy vô quán cà phê. Hay cắt đuôi ông rồi, hay chạy vô thay đồ. Hay điện út. Nó muốn gặp ông á. Chọc mày mà sao. Mà sao nó biết mình ở đây vậy út hả? Út. Em cũng không biết nữa. Nhưng chuyện hai đứa mình ở đây không ai biết hết. Dì cũng đâu có biết. Chết mẹ. Trời. Ông nghe nào nó biết chuyện mình giết cha đó không? Ở đây rộng lắm, không phải muốn tìm là tìm được đâu. Dạ. Mình nói sao, mình trốn nữa hay không? Mình trốn, mình đi chỗ khác đi. Đi chỗ khác đi, dòng đầu đi chỗ khác liền đi. Nghe, bò. Nghe, đi luôn trong đêm luôn. Bò phải bình tĩnh. Giờ không phải là lúc để bò như vậy. Bò phải thiệt là bình tĩnh thế em mới giải quyết mọi chuyện được nha bò. Ai sợ không? Ai sợ? Nó làm gì Út? Không biết nó còn ác hơn ông già nữa nữa. Bò, hiện tại bây giờ mình vẫn chưa sao. Nó tới nơi rồi. Nếu như mà nó biết thì em sẽ có cách cho nó không bao giờ biết. Bò bình tĩnh thì em mới giải quyết mọi chuyện được. Bò. Nghe em nói nè, bình tĩnh chưa? Khổ quá. Giết không nổi nữa. Bây giờ em có cuộc hẹn với Thành. Em phải đi rồi. Đi đâu mình? Mình giết con người cho ở nhà đi. Ở nhà đi. Em phải đi. Ở nhà. Phải đi. Ở nhà. Phải đi. Em đi chung xe với Thành mà không có sao đâu. Đi không Thành. Bà bình tĩnh lại chưa? Bình tĩnh là em yên tâm đi được. Cẩn thận. Em với mẹ là ông ơi,
chơi xong về nha. Lỡ giết chết con Kim. Chị tỉnh ra không? Ai đưa đây lỡ ai thấy người ta tưởng nó còn sống. Nó còn sống mà em, nó còn sống mà. Nó là cái tật con kia của mình rồi. Nếu như mà nó sống thì mình sống. Thôi anh đâu muốn giết người đâu ông ơi. Đây là cái cuối cùng đó mà. Em biết bò không cô ấy? Bò đã làm đúng, bò làm rất đúng. Nếu như mà nó sống thì tụi mình sẽ chết. Nó phải như vậy thì em mới an toàn đúng không bò? Em mới an toàn đúng không bò? Đúng, 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 đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là hậu quả mà nó phải lãnh thôi bò. Xin lỗi mọi người. Em không đáng sống trên cõi đời này nữa. Em đã làm rất nhiều chuyện. Em không muốn mọi người săn lùng em nữa. Em không còn gì nữa. Em mất hết rồi. Lên thay đồ đi làm anh bò. Rồi. Sợ quá. Không làm nổi. Anh sợ cái gì? Chuyện đó tối hôm qua em nói với bò rồi mà. Bò ráng nhớ lại coi. Mỗi lần mà bò suy nghĩ tới chuyện gì không vui á, bà đừng suy nghĩ tới nữa. Bỏ anh đi. Được hay không được? Không được, được. Không cứ vòng vòng trong. Không được á. Bò. Bò nghe em nè. Giờ lên thay đồ đi làm. Rồi mình nghĩ tới mấy cái chuyện gì vui vui. Hai anh em mình sẽ hạnh phúc. Hai anh em mình sẽ bình yên. Nghe bò ha. Nghe bò. Thay đồ đi làm nha. Em bò nghe. Làm tiền thôi. Thank you.
Ai ơi. Dạ. Có chuyện lớn. Chuyện gì vậy anh? Kim đã nhắn tin cho anh. Một tin nhắn tuyệt mệnh. Cô ấy nói cô ấy sẽ chết. Ý anh là chị Kim sẽ tự tử? Cô ấy dại dột lắm. Không phải, không phải đâu, không phải đâu Thành. Không phải đâu. Anh bình tĩnh lại đi. Chắc là không có chuyện gì đâu. Chị Kim đang giận lại anh cho nên là tắt máy vậy thôi. Từ từ chị nguôi giận thì chị sẽ gọi lại cho anh mà. Anh không nghĩ như vậy đâu ái. Kim suy nghĩ rất là dại dột. Không sao đâu. Alo. Sao vậy anh? Kim tự tử rồi. Có biết là ở đâu không anh? Trong rừng. Bình tĩnh, anh bình tĩnh nha. Em chăm quán giúp anh. Anh phải chạy qua bên đó. Dạ, anh cứ đi đi, quán em lo cho. Lỡ Thành biết sao, lỡ Thành biết là chết. Bo, bình thường thôi. Kiếm việc gì đó làm liên tục, đừng suy nghĩ tới chuyện đó nữa. Biết là chết thì cái đó. Mà nghe em nói không? Không có chuyện gì xảy ra hết. Đi làm việc. Nha bò nha. Lủng lẳng. Nó toàn đen, nó rụng lặng. Không. Giờ này em thấy bà uống hơi nhiều đó. Làm cái đầu của hai nhẹ hơn. Nhẹ thiệt hả? Nếu mà như vậy thì hai cứ uống. Nhưng mà uống ít thôi, uống nhiều không có tốt đâu. Mọi chuyện qua rồi. Anh hai bò thấy không? Mình đang dần tốt đẹp lên. Mình muốn cái gì cũng có. Hai anh em mình đã dần thay đổi. Nhưng mà thay đổi theo hướng tích cực tốt đẹp hơn. Chị Ái ơi, có người kiếm. Nghe rồi. Bỏ uống ít thôi. Quản lý. Em ngồi xuống đi. Anh có chuyện muốn bàn với em. Dạ, anh nói đi ạ. Bộ có vấn đề gì sao anh? Quán này là của em hả? Dạ không, em chỉ là quản lý ở đây thôi ạ. Anh thấy quán này đông khách lắm. Làm đây chắc kiếm được nhiều tiền ha. Nếu như mà không có chuyện gì, chắc em xin phép anh ra ngoài làm việc tiếp nha. Thật ra thì anh muốn tiền của em. Tại sao? Hình như là em với anh không quen biết nhau. Chắc là anh nhầm lẫn gì rồi.
Nếu như anh tới đây để hát thì em xin mời anh tự nhiên. Còn nếu như không thì em định giết anh, giống như giết cô gái đêm qua hả? Anh đã thấy tất cả, và còn quay lại cái đoạn clip em với cái thằng kia treo xác lên cây. Sao? Giờ mình đã có mối liên quan với nhau chưa? Là mấy ngày rồi anh không ngủ được. Cái cách của cô nó tàn ác lắm, cô có biết không? Mỗi khi xem lại tôi đều nổi hết da gà. Nếu cô muốn tôi xóa cái clip này thì trong vòng một tuần cô phải chuẩn bị cho tôi 500 triệu. Không thì hiểu rồi đó. Ái. Hả? Em sao vậy? Em thấy tội nghiệp chị Kim. Pháp y đã liên hệ với gia đình Kim, nhưng gia đình Kim không chịu, vì không muốn Kim chịu bất kỳ một tổn thương nào nữa. Rồi sao anh? Anh cảm thấy cái chết của Kim anh không có lỗi. Mạng sống là do mỗi người quyết định, anh không có lỗi. Mấy chuyện đó cũng quá khứ rồi, anh quên đi. Nhưng mà em nghĩ là anh nên nhìn xa xăm và hướng về tương lai hơn. Còn nhìn gần lại, có em. Em hứa là từ giờ, bất kỳ khi nào anh cần một người tâm sự, em sẽ xuất hiện. Anh nên nghỉ ngơi vài hôm đi. Thì còn việc ở quán em lo cho. Bạn có chuyện gì hả? Nếu như mà có vấn đề gì thì cứ nói với mình. Mình là quản lý ở đây, mình sẽ can thiệp. Còn nếu không thì mình sẽ nhờ chính quyền giúp bạn. Chị từng đi bán trinh bao giờ chưa? Hả? Hôm nay em tới đây là để bán trinh. Ở đây không có chứa chấp mua bán mại dâm. Bạn muốn bán thì bạn đi chỗ khác đi. Em ngồi đây, em đợi khách tới là em đi liền mà. Bạn quyết định bán trinh mà sao nhìn mặt bạn có vẻ không cam tâm vậy? Bạn cần tiền hả? Cần tiền tới mức bán rẻ bản thân sao? Nó không có rẻ đâu chị. Nó là một số tiền rất là lớn. Nhưng mà đối với chị em mình có những thứ là vô giá, biết chưa? Suy nghĩ kỹ lại đi. Không kiếm tiền được bằng cách này thì sẽ kiếm bằng cách khác. Không muốn bán thì đi về đi. Cô làm cái gì vậy? Cô có tin là tôi báo quản lý không? Tôi là quản lý đây. Còn tôi thì sẽ báo công an nếu như ông vẫn tiếp tục dụ các cô gái bán trinh đó. Tôi không hề dụ dỗ. Họ tự tìm tới cho tôi mà. Đừng nghĩ có chút tiền rồi thao túng tất cả. Cô biết họ cần gì không? Cô gái vừa nói chuyện với cô á, cần rất là nhiều tiền để chạy tim cho cha. Tôi chỉ tạo điều kiện thôi. Cô kích động, coi như là cô cướp mất đi cơ hội cứu cha của cô bé đó. Cái cuộc trao đổi này á, đôi bên cũng có lợi. Doanh nhân người ta bỏ tiền ra mua cái đó, người ta tin là xả xui.
cho nên là người ta không tiếc tiền. Còn những cô gái cần tiền thì họ nhận được thứ xứng đáng, đúng không? Đỡ hơn á là yêu ngu dại rồi trao thân nhầm người. Ông nói xong chưa? Xong rồi. Đạo đức quá. Hèn chi là dễ thuyết phục các cô gái ha. Tôi nói là tôi không dụ dỗ, họ tìm đến tôi. Cô là quản lý, cô thấy cô gái nào cần tiền còn non tơ á thì gọi cho tôi. Dung nhan xuất sắc á, giá lên cả tỷ lần đó. Con chào cô. Con mời cô vô nhà. Dạ, con mời cô. À, cô thông cảm. Dạ, con mời cô ngồi. Cô ngồi đi. Dạ, dạ. Cô là Ái phải không? Dạ, đúng rồi. Tôi là mẹ Thành. Dạ. Con chào cô. Cô chào rồi. Ngồi xuống đi. Dạ. Dạo này có rất nhiều chuyện xảy ra với con, đúng không? Chuyện của con Kim tôi rất lấy làm tiếc, nhưng Thành Thành với con Kim hoàn toàn không hợp với nhau. Nói ra thì hơi vô tâm, nhưng chuyện Thành Thành chia tay với con Kim là chuyện đúng đắn. Tôi là mẹ của nó nên tôi hiểu tính của nó. Nói về chuyện này dằn vặt đau đớn cả một thời gian dài rồi. Tôi có khuyên nhủ nó nhiều lần nhưng nó không nghe lời tôi. Nhưng chỉ một lời khuyên của cô là nó đã xách vali đi cho tinh thần thoải mái. À, con chỉ muốn anh Thành tốt hơn thôi thưa cô. Đừng hiểu lầm, tôi biết thằng Thành nó dành tình cảm cho cô nhiều. Dạ đâu có. À, con với anh Thành không có gì cả. Anh Thành là sếp, con là nhân viên. Con hiểu rõ ranh giới giữa công việc và cuộc sống thôi cô. Tôi là mẹ của anh Thành, tôi hiểu tính đó mà. Từ nào tới giờ nó chưa bao giờ nghe lời một người con gái nào như cô. Tôi hy vọng trong tương lai cô đừng làm tôi thất vọng. À, dạ, con chào cô. Tao sẽ chuyển trước 40%. Chơi xong rồi tao sẽ chuyển phần còn lại. Nhớ là đừng có làm gì ngu đấy. Chào ông, tôi là Ái. Không cần. Thank you.
còn 3 ngày. Tiền của ông đây. Cô bị gì vậy? Làm sao tôi tin được ông đây? Thật đấy. Đưa tiền cho tôi thì cô sẽ có được cái sự uy tín của tôi. Nếu mà cô không đưa, tôi không chắc có sự uy tín nào ở đây đâu. Xóa clip trước đã. Chuyện đó dễ mà. Nè, đúng clip bữa trước không? Xong. Còn đâu nữa không? Đó là lòng tin. Tôi nói với cô á, là tôi xóa hết là xóa hết. Nếu không tin đúng không? Giữ điện thoại tôi đi. Một cái mới cũng được mà. Nè, cô đập điện thoại cho xin lại cái sim nha. Xin làm ăn của tôi đó. Chuyện gì mà anh kêu em vô đây gấp quá vậy? Tôi thật sự rất thất vọng vậy. Chuyện gì? Em định giấu tôi đến bao giờ nữa? Tôi đã biết hết tất cả rồi. Anh nói gì em không có hiểu. Tôi thương em nên tôi mới tìm hiểu tất cả mọi thứ về em. Và tôi phát hiện một chuyện kinh khủng. Em vẫn không hiểu. Em đừng có giả vờ nữa. Anh bò. Chuyện không phải như vậy đâu anh. Em không cần nói gì nữa. Anh không muốn nghe lời giải thích của em. Mọi người đã chuẩn bị hết ở ngoài kia.
chào mọi người. Em là Thu Bi, đảm nhận vai Ái trong series Nàng Thơ Quỷ Dữ. Em cảm ơn các anh, các chị và các em đã xem xong tập phim trong series này. Ekip anh em phim luôn mong muốn mang tới những sản phẩm hay, những kịch bản mới lạ nhất để phục vụ cho mọi người. Mọi người hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh anh em phim của tụi em. Và ai có điều kiện hơn thì hãy donate cho kênh anh em phim bằng cách là click vào nút cảm ơn ở phía dưới này nè. Và những anh chị nào mà cảm thấy phim chưa hay, phim thiếu chỗ này thiếu chỗ kia thì mọi người phải donate gấp đôi để tụi em được làm phim hay hơn.